Đây là vườn cây sưa đỏ của gia đình bà con cô bác nhé. Sưa đỏ của gia đình rất là nhiều, bà con cô bác muốn lấy số lượng bao nhiêu cũng có nha. Sưa đỏ cao 60 đến 70 cm rất là đẹp. Bà con cô bác ai có nhu cầu trồng cây sưa đỏ liên hệ số điện thoại 0919 255 145 hoặc cây giống bonet.com. Vườn gia đình đang còn rất nhiều bà con cô bác nha, cây rất đẹp. Chuẩn bị đến mùa mưa rồi, bà con cô bác ai có nhu cầu trồng liên hệ số điện thoại 0919 255 145 hoặc cây giống bonet.com. Bà con cô bác từ Bắc chí Nam ai có nhu cầu trồng cây sưa đỏ liên hệ số điện thoại 0919 255 145 hoặc cây giống bonet.com. Vườn gia đình đang còn rất nhiều, số lượng bao nhiêu cũng có bà con cô bác nhé. Giá cả là không qua thương lái bà con cô bác nhé, giá cả có nhà vườn luôn ạ.